Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao, khi có ông nội là huấn luyện viên môn bắn súng, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã sớm bộc lộ đam mê từ nhỏ. Sự ủng hộ của gia đình chính là yếu tố quan trọng giúp Phi Vũ từng bước thăng tiến, và thành quả rực rỡ đã đến tại giải vô địch châu Á 2019, nơi Vũ giành huy chương vàng và trở thành nam cung thủ đầu tiên của Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo. Cái đấy là nằm ngoài mong đợi, bởi vì là em nghĩ là đấu trường đấy là đấu trường lớn và sẽ khó có thể đạt được, nhưng mà em đã cố gắng là thành công. Những ngày cuối năm 2019, niềm vui liên tục đến với Phi Vũ, bởi sau khi giành suất Olympic, cung thủ quê Hải Dương đã cùng đàn chị Lộc Thị Đào chinh phục tấm huy chương vàng đôi nam nữ tại SEA Games 30. Niềm vui vô địch ngay lần đầu dự SEA Games thật khó tả với Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games là nó mang lại rất nhiều ý nghĩa, nhiều cảm xúc. Năm mới 2020, mọi sự chú ý của Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ hướng về Olympic Tokyo. Dự đấu trường lớn nhất thế giới ở tuổi 21, Phi Vũ không giấu được sự háo hức. Đi cùng với đó là quyết tâm học hỏi để phát triển bản thân. Em mong muốn là học hỏi được kinh nghiệm và cũng như là bản lĩnh trong thi đấu của nước bạn. Năm 2019 đã kết thúc cực kỳ trọn vẹn với Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Thành công hôm nay sẽ là động lực để Phi Vũ bước tiếp những hành trình mới, chinh phục những chiến tích mới cùng bắn cung Việt Nam.